Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Con người có thể bị nhiễm bệnh than bằng cách xử lý các sản phẩm từ động vật bị nhiễm bệnh hoặc hít phải các bào tử bệnh than từ các sản phẩm động vật bị nhiễm bệnh. Mọi người cũng có thể bị nhiễm bệnh than qua đường tiêu hóa bằng cách ăn thịt chưa được nấu chín từ động vật bị nhiễm bệnh. Bệnh than như một vũ khí. Điều này đã xảy ra ở Hoa Kỳ vào năm 2001. Bệnh than đã được cố tình lây lan qua hệ thống bưu điện bằng cách gửi những lá thư có chứa bột bệnh than. Điều này gây ra 22 trường hợp nhiễm bệnh than. Bệnh than đặt ra mối đe dọa lớn nhất có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, có thể lây lan trên diện rộng hoặc cần sự nhận thức của cộng đồng, cần rất nhiều kế hoạch để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong hầu hết các trường hợp, điều trị sớm bằng kháng sinh có thể chữa bệnh than qua da. Ngay cả khi không được điều trị, 80% những người bị nhiễm bệnh than qua da không chết. Bệnh than qua đường tiêu hóa nghiêm trọng hơn, vì từ 1/4 đến hơn một nửa trường hợp dẫn đến tử vong. Bệnh than qua đường hô hấp nghiêm trọng hơn nhiều. Năm 2011, khoảng một nửa các trường hợp mắc bệnh than qua đường hô hấp đã kết thúc bằng cái chết. Còn đối với động vật, bệnh nhiệt than xảy ra cấp tính hoặc quá cấp tính trên châu bò. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm gây sốt cao ở hầu hết các loài động vật máu nóng. Bệnh này có đặc điểm nhiễm trùng máu, bại huyết gây ra cái chết cho vật rất nhanh. Hiện nay, bệnh nhiệt than có thể lây lan cho nhiều loại động vật khác nhau, gây thiệt hại lớn đến kinh tế của các hộ gia đình chăn nuôi. Nguyên nhân, bệnh do loài trực khuẩn có tên Bacillus anthracis gây ra. Vi khuẩn có sức đề kháng kém ở 55 độ C, chịu đựng được 55 phút, 60 độ C chịu được 15 phút, 100 độ C sẽ chết ngay. Ánh sáng mặt trời diệt vi khuẩn sau 10 giờ. Trong bóng tối, vi khuẩn sống được 2 đến 3 tuần. Trong xác chết, vi khuẩn tồn tại từ 2 đến 3 ngày. Các chất sát trùng diệt vi khuẩn nhanh chóng. Nhà bào của vi khuẩn có sức đề kháng mạnh. Vi khuẩn sau khi sinh nhà bào tồn tại được từ 20 đến 30 năm trong đất. Trong phân gia súc, bệnh nha bào tồn tại 15 tháng. Các chất sát trùng phải pha hoặc tác động thời gian lâu mới diệt được nha bào. Bệnh gây chết trên nhiều gia súc, lây nhiễm và gây chết cho người dân do tự ý mổ ăn thịt gia súc mắc bệnh. Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng tập trung vào các tháng nóng ẩm, mưa nhiều như tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Vi khuẩn hoặc nha bào có thể xâm nhập vào cơ thể động vật qua đường tiêu hóa. Vi khuẩn hoặc nha bào theo thức ăn, nước uống vào cơ thể để gây bệnh. Đây là đường truyền bệnh chủ yếu. Sau khi lọt vào ruột, nha bào sẽ nở thành vi khuẩn. Qua đường da, vi khuẩn hoặc nha bào có thể xâm nhập qua vết xây sát ở da. Bệnh lây kiểu này rất phổ biến ở những người mổ thịt trâu bò, ngựa mắc bệnh nhiệt than. Qua đường hô hấp, gia súc có thể hít phải nha bào, vi khuẩn có trong bụi rậm phát tán trong không khí. Bệnh lây truyền từ vùng có dịch nhiệt than sang vùng khác, chủ yếu do người đưa gia súc mắc bệnh hoặc phát tán các sản phẩm gia súc có mầm bệnh. Bệnh hay xảy ra ở các xã miền núi phía Bắc, nơi đã có bệnh nhiệt than phát sinh từ nhiều năm trước, do nha bào vẫn tồn tại trong đất. Về triệu chứng xảy ra ở mọi lứa tuổi của gia súc, thời gian ủ bệnh khoảng 1 đến 2 tuần, với triệu chứng biểu hiện qua các thể sau. Thể quá cấp tính, xảy ra ở thời gian đầu, bệnh xảy ra nhanh, gia súc đột ngột run rẩy, hai bên má hơi sưng, khó thở, bỏ ăn và đổ mồ hôi, niêm mạc đỏ ửng hoặc tím bầm. Gia súc nhiễm bệnh sốt cao ở 40,5 đến 42,5 độ C, nghiến răng, lè lưỡi, mắt đỏ, co giật, mê man và khuỵu xuống. Âm hộ hay hậu môn có thể chảy máu, chết nhanh. Ở thể cấp tính, diễn biến bệnh khoảng từ 24 đến 48 giờ với triệu chứng sốt cao từ 40 đến 42 độ C, gia súc mệt mỏi, khó thở và thở nhanh, niêm mạc đỏ thẫm, tiêu chảy hoặc kiết, phần đen có lẫn máu, nước tiểu có máu, sung huyết và xuất huyết niêm mạc bên ngoài, mồm mũi có bọt hồng lẫn máu, hầu ngực bị sưng, ở bò sữa có sự giảm sữa đột ngột, châu bò mang thai có thể bị sẩy, chết và máu chảy ra từ các lỗ tự nhiên, tỷ lệ chết khoảng 80%. Ở thể bán cấp tính, bệnh tiến triển chậm hơn, gia súc sốt, ăn ít, những chỗ da mỏng sưng lên, niêm mạc mắt mũi, hậu môn đỏ, chảy máu mũi và mắt là triệu chứng duy nhất trước khi chết khoảng 2-3 ngày. Thể ngoài da, xuất huyết ở cổ, ngực sưng và phù cục bộ, ban đầu đau, ung thối,
sau thành mụn loét đỏ, chảy nước màu vàng đỏ. Thứ ba, bệnh tích. Trâu bò chết do bệnh nhiệt thán, bụng trương to rất nhanh, xác chóng thối, tất cả các lỗ tự nhiên chảy máu tươi, máu đen đặc và khó đông. Các hạch đều tụ máu, máu tím sẫm, sưng to, nhất là hạch hầu, hạch trước vai và hạch đùi. Tổ chức liên kết dưới da tụ máu, thịt tím tái, có thấm máu và tường dịch, phổi tụ máu nặng, có màu đen, khí quản có máu lẫn bọt, lá lách sưng to gấp 2 đến 4 lần, tím sẫm, tổ chức lá lách nát nhũn như bùn. Cách phòng và trị bệnh. Hiện nay ở Việt Nam, khi gia súc mắc bệnh nhiệt thán, ở thể nặng, hầu như không có cách chữa trị cho con vật khỏi bệnh nên cần phải chú ý trong khâu phòng bệnh để tránh ảnh hưởng tới kinh tế của gia đình. Khi phát hiện gia súc bị bệnh nhiệt thán thì phải thông báo tới cơ quan thú y để công bố dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, cách ly những con gia súc bị bệnh ra khỏi đàn. Khi gia súc bị bệnh, tuyệt đối không được mổ và vận chuyển con vật sang nơi khác tiêu thụ. Để phòng bệnh hiệu quả, bà con phải tiêu độc khử trùng chuồng trại. Những chuồng gia súc của gia đình nào bị nhiễm bệnh cần phải đốt hết rơm, phân gia súc và tiêu độc chuồng trại thật kỹ, nạo sạch lớp đất trên cùng, đem chôn tiêu độc. Xác gia súc chết phải đem thiêu ở hố chôn và cho phải chôn sâu. Tuyệt đối không được mổ khám xác gia súc khi bị bệnh, tránh tình trạng bệnh lây lan. Bệnh nhiệt thán có thể lây lan sang cả con người, nên những người không có trách nhiệm, không được tiếp xúc với chuồng nuôi bị nhiễm bệnh, không được ăn thịt gia súc bị bệnh. Nếu người đã tiếp xúc với gia súc bị bệnh phải sát trùng thật kỹ để tránh mang mầm bệnh ra bên ngoài. Có thể dùng vaccine để phòng bệnh cho gia súc, tốt nhất ở những vùng dịch hoặc những vùng đang có nguy cơ bị nhiễm dịch bệnh. Dùng vaccine nhà bào nhiệt thán Pasteur để tiêm cho gia súc. Sau thời gian 15 ngày, vaccine này sẽ giúp cho gia súc có khả năng miễn dịch và thời gian hiệu lực kéo dài hơn 1 năm. Dùng vaccine dược độc nhà bào nhiệt thán để tiêm cho gia súc ở những vùng có dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Một số điều cần chú ý khi tiêm vaccine cho gia súc. Tiêm vaccine cũng có nhiều trường hợp khiến cho gia súc bị dị ứng. Nếu như gia súc bị dị ứng nặng thì bà con nên can thiệp bằng cách tiêm kháng huyết thanh hoặc thuốc kháng sinh. Khi bà con sử dụng vaccine nên tránh tình trạng thuốc bị rơi vãi. Nếu thuốc sử dụng không hết, không nên giữ lại mà phải đem đi tiêu hủy. Vaccine chỉ tiêm cho những con gia súc trong chuồng nuôi khỏe mạnh. Đối với những con gia súc đang bị sốt hay có dấu hiệu mắc bệnh thì bà con không được tiêm vaccine cho chúng. Điều trị gia súc mắc bệnh bằng huyết thanh và kháng sinh. Việc điều trị đạt hiệu quả tốt khi mới phát hiện bệnh. Đối với những con gia súc mắc bệnh, tốt nhất thì bà con phải cách ly chúng ra khỏi đàn, càng sớm càng tốt. Tiến hành tiêu độc, tiêu hủy những con gia súc bị bệnh nặng, vệ sinh phòng bệnh chặt chẽ theo hướng dẫn của cơ quan thú y để tránh mầm bệnh lây lan.